Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nước sông Hồng áp sát mé cầu Long Biên. Ủy ban Nhân dân phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm cập nhật mức nước tại trạm Thủy văn Hà Nội. Khảo sát thực địa của Ủy ban Nhân dân phường cho biết, từ 19 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước sông Hồng tại trạm là 7,5m, đến 8 giờ ngày 10 tháng 9 là 9,18m, sấp xỉ mức báo động 1 là 9,5m. Và đến trưa thì cơ quan chức năng đã lên công bố báo động cấp 1 với sông Hồng khi mực nước tăng nhanh liên tục. Theo Ủy ban Nhân dân phường Chương Dương, vị trí bờ sông Hồng thuộc phường Chương Dương có chiều dài 1,6 km. Nguồn gốc đất là đất bãi bồi sông Hồng chia làm hai khu vực chính. Khu vực bồi đắp từ đầu ngõ 114 Hàm Tử Quang đến 405 Bạch Đằng, khu vực bờ vỡ sông và bãi bồi ven sông đã ngập nhanh. Phần đất bãi giữa đã ngập hoàn toàn, các thuyền chài ở khu vực này đã được sơ tán từ trước đó, trước khi cơn bão số 3 đổ bộ. Riêng với cầu Long Biên, đếm ngược khả năng chịu đựng của cầu Long Biên trước sóng lũ sông Hồng là điều không ai mong muốn, nhưng cũng có thể là một kịch bản xấu nhất được tính toán trước thảm họa thiên tai đang diễn ra, cũng như cây cầu này đã có một tuổi đời không hề nhỏ. Khu vực dân cư bên cầu Long Biên gần như đã trắng xóa nước ngập, bà con xóm nghèo được di cư đến nơi an toàn. Lịch sử nước mấp mé cầu Long Biên đã từng diễn ra nhưng cách đây rất lâu, khó ai nhớ cụ thể, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó là trận lũ lịch sử Hà Nội năm 1972. Cập nhật tình hình nước sông Hồng dâng cao, đe dọa đến cầu Long Biên và nhà cửa bà con đang sinh sống trong khu vực này. Phần bờ vỡ sông Hồng từ ngõ 114 Hàm Tử Quang đến bến Chương Dương Độ, nước sông lên cao làm ngập bãi xe công ty Hoàng Kim tại 48 Chương Dương Độ. Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo công an phường thông báo công ty Hoàng Kim sơ tán xe, phương tiện vật dụng theo mực nước lên. Nhân dân đã tự di dời tài sản khỏi vùng ngập úng. Khu vực từ địa chỉ 407 Bạch Đằng đến 727 Bạch Đằng, giáp với phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, đoạn bờ sông qua khu dân cư phường Chương Dương, nhà dân tiếp giáp bờ sông có chiều dài khoảng 800m, đã được đầu tư xây dựng chân kè để đảm bảo ổn định tránh sạt lở. Hiện tại, có 46 hộ dân ven sông Hồng tiếp giáp với phần kè trên, gồm 162 nhân khẩu. Các nhà dân ở đây đã được tổ dân phố, cảnh sát khu vực vận động di dời sang nhà hàng xóm hoặc người thân ở khu vực địa hình cao hơn. Dự kiến khi mực nước lên mức báo động 1 sẽ có 11 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số 27 nhân khẩu. Các hộ này đã và đang được sơ tán đến các nhà hàng xóm, nhà người thân ở vị trí cao hơn. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Hoàng Kiếm đã có văn bản chỉ đạo hai phường ngoài đê gồm phường Chương Dương và Phúc Tân tăng cường tuần tra, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình mực nước trên sông Hồng để thông báo kịp thời, thường xuyên cho nhân dân khu vực bãi sông, các điểm sinh hoạt thể dục, các khu vực có nguy cơ sạt lở và có biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người dân. Ủy ban Nhân dân các phường rà soát các phương án, chuẩn bị nhân lực, vật lực, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo các điểm đê xung yếu, khu vực sạt lở bờ sông và khu vực tập trung đông dân cư được an toàn. Thông tin mở rộng, căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội, hồi 11 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9, mực nước báo động 1 là 9,5m. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành lệnh số 54 báo động 1 trên sông Hồng tại các địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận nêu trên, các đơn vị ở địa phương trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 1. Trước đó, rạng sáng ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh báo động lũ trên sông Cầu. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, mực nước sông Cầu tại Lương Phúc lúc 22 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9 là 8,02m, mực nước báo động 3 là 8m. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố lệnh báo động 3 trên sông Cầu lúc 22 giờ 40 phút tại các xã ven đê thuộc huyện Sóc Sơn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và các ngành đóng tại địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh những quy định khi có báo động 3. Tương tự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng lệnh báo động 3 trên sông Bùi vào khuya ngày 9 tháng 9. Theo Ban Chỉ huy, mực nước trên sông Bùi tại trạm Thủy văn Yên Duyệt lúc 17 giờ ngày 9 tháng 9 là 7m, mực nước báo động 3 là 7m. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 9 tháng 9, nhiều khu vực các huyện ngoại thành đã bị ngập nặng như một số khu vực xã Vật Lại, huyện Ba Vì, xóm Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Hiện các địa phương đã bố trí lực lượng 24/24 để phát hiện và xử lý sớm khi có sự cố xảy ra. Hà Nội tập trung cao độ nguồn lực, sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến xấu nhất do nước các con sông dâng cao. Hà Nội họp khẩn, chỉ đạo ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Sáng ngày 10 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về công tác ứng phó với lũ lớn trên các tuyến sông. Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, hiện nay mực nước trên các tuyến sông đều đang ở mức báo động. Cụ thể, mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Cầu, sông Đáy đã vượt báo động 3, mực nước các sông Nhuệ, sông Cà Lồ đang ở mức báo động 2. Về mực nước sông Hồng, hồi 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9, tại trạm Thủy văn Hà Nội, khu vực cầu Long Biên đang ở khoảng 9,2m và còn 30cm nữa là đạt báo động 1. Với tốc độ hiện nay, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội có thể đạt báo động 1 trưa nay. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Đại, hiện nay Thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả, Hồ Thác Bà mở 3 cửa xả, Hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả. Đêm qua, có quận Ba Đình đã sơ tán 35 hộ với 55 nhân khẩu ở khu vực chợ Long Biên đến nơi an toàn. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước sông để sẵn sàng sơ tán người dân. Theo trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Đinh Hữu Dương, trong 24 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn kết hợp mực nước sông lên cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, bãi nổi ngoài đê với thời gian kéo dài, độ ngập sâu từ 0,5 đến 1m, ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, vùng ven sông Đà, sông Hồng, sông Cầu, sông Đuống, sông Đáy, sông Cà Lồ. Đặc biệt chú ý khu vực sông Hồng, sông Đuống, nguy cơ cao ngập ven bờ bãi Phúc Xá Ba Đình, bến đò Ngọc Lâm, hai bên bờ cầu Long Biên, chân cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, phía sau chợ Long Biên, khu vực Đình Chèm, Bắc Từ Liêm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Anh, vào hồi 9 giờ sáng nay, mực nước sông Bùi đã trên mức báo động 3, nước lên nhanh khiến đê Bùi 2 bị tràn. Hiện có 5 xã với 9 thôn, 450 hộ dân và 1.200 nhân khẩu bị ngập. Huyện đã sơ tán 361 hộ ở 4 thôn. Nếu mưa tiếp diễn, dự kiến trong 2-3 ngày tới, nước sông Bùi sẽ lên 7,4 mét và có nguy cơ ngập ở 22 thôn của 8 xã. Số nhân khẩu dự kiến bị ngập khoảng 3.500 nhân khẩu, tương ứng 2.800 hộ. Hiện, địa phương đang chỉ đạo các xã thực hiện phương án ứng phó 4 tại chỗ, trong đó đảm bảo nhu cầu về thực phẩm, thuốc men. Ông Nguyễn Anh Đức nói thêm. Tại huyện Quốc Oai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Trường Sơn cho biết, hồi 9 giờ sáng nay, mực nước sông Tích cũng vượt mức báo động 3 gây ngập úng tại 5 xã với 117 hộ, 427 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Một số trường học ở các xã Tuyết Nghĩa, Đông Xuân hiện cũng bị ngập, học sinh chưa thể đến trường. Cũng theo ông Nguyễn Trường Sơn, mực nước sông Tích đang lên, số hộ bị ngập sẽ tiếp tục gia tăng. Cùng với lên phương án sơ tán người dân, huyện đang chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các cây cầu, đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở đất tại một số xã, vùng đồi núi. Cho ý kiến tại cuộc họp, đại diện các quận huyện, thị xã, nhất là các địa phương ven sông đã thông tin về công tác ứng phó với mưa lũ.
trong đó nhấn mạnh tinh thần chủ động, bốn tại chỗ, sẵn sàng lên phương án để di dời người dân và đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ các khu vực dân cư nếu bị chia cắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.